Rồi. Xin chào các anh chị nhá. Hôm nay sẽ Lê Chí Vũ sẽ cùng các anh chị ghép một cái giò đai trâu lên trên lũa. Đấy, lũa thì mình đã lựa một cái cục lũa hình chữ L. Nó tương đối là hợp với cái cây. Đấy. Để mà tìm được cái lũa phù hợp. Cái cây này nó có một cái đặc điểm là cái ngọn nó lại hơi cong cong. Đấy. Nó cong cong như này. Cái cây này bản chất cây này là nó ở là cây lan thái các anh chị nhá. Nó ở trên một cái chậu nhựa đen như này này. Trên cái chậu nhựa đen này này. À, thế thì về mình có cắt bỏ cái chậu này đi. Nó trên cái chậu nhựa này. Nếu mình mà để cái chậu này ghép lên thì nó rất là thô. Đấy, cái việc cắt chậu nhựa này chị thấy không? Nó mà chỉ lấy chậu ra nó hầu như không ảnh hưởng đến rễ đâu. Cắt vài cái rễ không đáng bao nhiêu. Củ lũa này mình ngâm nước rồi anh chị nhá. Mình ngâm nước vôi rồi. Mình xử lý bằng nước vôi nhá. Nó vừa rẻ mà nó lại an toàn cho sức khỏe. Đặc điểm cái cây cong cong như này này. Thì mình tìm cái lũa. Mình được cái tìm được cái lũa này mình cảm thấy nó hợp này, nó ưng này. Đấy, nó cũng cong cong theo cái chiều của cái ngọn cây. Đấy, sau khi bóc ra nhá thì các anh chị cứ ghép lên bình thường. Ghép lên bình thường. Còn cái việc mà xử lý sau khi ghép thì ta sẽ ở bàn ở một cái video tiếp theo các anh chị. Hôm nay là quay một cái video ghép cây thôi. Đây là đang gá tạm để ngắm nghía tạo dáng như này. Sau đây là mình sẽ cố định cái gốc cây này. Để nguyên. Nói chung là các anh chị khi mà bóc chậu nhá. Các anh chị cố gắng giữ tối đa bộ rễ để cho cây nó được khỏe. Vì cây này là phục vụ chị chơi hoa Tết đây. Cho nên là cố gắng giữ bộ rễ. Bộ rễ khỏe thì cây nó mới đẹp. Cây phát triển mới tốt, hoa nó mới đẹp. Và khi nó chơi ra hoa ấy, các chị mà chơi hoa mà bộ rễ không khỏe là cây nó hay bị xuống cây. Để ghép này thì nó rất là đơn giản thôi. Nhưng mà vấn đề là các chị tìm cây và tìm lũa nó phù hợp là ok. Các rễ già rễ thối là mình cắt sạch các chị. Thường các chị nhận cây về là sẽ có những rễ cây nó bị dập. Cây nó bị dập thì các chị cắt tỉa rễ sạch sẽ. Sau khi hoàn thiện xong thì sẽ gửi đến anh chị tác phẩm. Cái dáng cây và cái lũa nó rất là hợp nha. Ở dưới gốc này thì mình buộc dùng dây rít nhựa thoải mái các anh chị ạ. Nhưng mà khi các anh chị cố định cái ngọn, cái thân cây mà vào cục lũa, các anh chị không dùng dây lạt nhựa hoặc là cái dây cứng nhá. Các anh chị dùng dây cứng là nó hay bị hỏng thân đấy. Hay bị hỏng thân. Cái việc mà sau khi ghép xong ta sẽ xử lý như nào thì sẽ bàn với các anh chị ở trong một cái video sau. Còn cái video này thì chỉ ở trong cái phạm vi là ghép thôi. Nếu anh chị để nguyên cái chậu nhựa này thì nó rất là thô và rất là xấu. Và cái chậu nhựa này thì rễ nó chỉ bò xung quanh thôi. Những cái rễ phía dưới này, này các chị đừng có tiếc. Vì bản thân là những cái rễ này nó cũng già rồi. Không tiếc làm gì. Các chị có thể cắt bỏ đi được. Các chị thấy không? Cắt lấy chậu ra nó chỉ đứt vài cái rễ này thôi. Không đáng bao nhiêu. Cây hầu như là cũng có ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng xíu tí tí thôi. Cái giò này đã hình thành được. Bước đầu hình thành. Cái vấn đề là các chị tìm cây và tìm lũa thôi. Còn việc ghép thì nó dễ. Mình làm cái video này để cùng chia sẻ với các anh chị. Để chị ngắm nghía cho vui. Có một số anh chị ghép lâu thì anh chị thấy nó rất là đơn giản. Nhưng mà với anh chị
mới lần đầu chơi mà mua những cây khủng này nó nhiều tiền đó. Về thì nó hay bị băn khoăn. Băn khoăn là sợ rằng là hỏng cây thế này. Thì mình có quay lại cái video này để một số anh chị mới tinh thì không phải băn khoăn nhé, cứ làm bình thường, không sợ chết cây đâu. Cái cố định thân cây vào cục lũa thì mình sẽ dùng dây mềm các anh chị nhé, dùng dây mềm, không thể dùng dây lạt nhựa này được đâu. Dùng dây lạt nhựa này nó rít vào thân là nó hỏng lá và nó nguy cơ bị gãy thân, rồi là nó bị dập thân, sau khi chị tưới phân tưới nước các thứ nó ướt đó, là nó thối hết. Là tuyệt đối là không dùng dây cứng, chỉ là dùng dây mềm. Cái dây nhựa đỏ này chỉ giúp cho mình định hình cái cây ban đầu thôi, còn sau khi mà các chị dùng là lâu dài các chị có thể dùng cái dây ống nhựa nước, ống mềm ấy. Lấy cái ống nước các chị cắt ra, các chị làm cái dây các chị bắn vào thì quá ok. Mình quay video thì nó không được có chuyên nghiệp lắm nên các chị xem tạm vậy. Đấy, cục lũa này nó rất là hợp với cái cây này. Cái thân này thì hạn chế tối đa cái việc nó tiếp xúc vào lũa. Mình có dùng một cái cọc để mình cách cái thân này ra, nó buộc cái thân cây vào cái cọc này. Để chống xước thôi. Bữa sau mình sẽ tháo cái xốp này ra các chị nhé. Bây giờ mình giữ cố định tạm thôi, để chống xước thôi. Sau cây độ bụng rồi thì mình sẽ tháo xốp ra, nó sẽ đẹp hơn nhiều. Với cái việc ghép mà giữ nguyên được các cái giá thể cũ, với cái bộ rễ nó như này ghép lên lũa, các anh chị yên tâm nhá, các anh chị chơi thoải mái, không có sợ trực tiếp đâu, không sợ gì. Mỗi ngày mình sẽ up một cái video các anh chị nhé, mỗi ngày sẽ up một video lên trên YouTube. Đấy, các anh chị cứ ấn theo dõi kênh Đài Châu Đẹp của Linh Chi Vũ nhé. Các anh chị sẽ hàng ngày anh chị sẽ chiêm ngưỡng các cái giò lan khủng đẹp. Đấy. Giữ nguyên cái bộ gốc của nó này, hoàn toàn yên tâm tuyệt đối luôn. Các chị đặt lên này, đây là một giò treo các anh chị nhé, đây là giò treo. Còn các chị mà muốn để bàn ấy, thì các chị có thể tìm các cái lũa này. Đây, ví dụ cái cây này đi, cái này mình để mà tạo ra được các cái chậu như này, mình sẽ căn cứ vào cái dáng cái thế của cây mình lựa nó cho nó phù hợp các chị, theo con mắt mỗi người thôi. Còn đây là cái cách của mình làm, mình gửi đến mọi người tham khảo xem cho vui. Các chị sẽ có cách làm khác nhau và nhiều chị sẽ có những cái ý tưởng rất là đẹp, đẹp hơn rất là nhiều. Cong, mình tìm được cái lũa nó tương đối là hợp.
Cái này các chị trưng mặt trước, phô cái mặt trước ra này rất là hợp luôn. Đẹp luôn. Đó. Cái cặp giữ chợ cây thì sẽ cố định nó vào củ lụa. Xong đây đang giá tạm thôi, mọi thứ là đang định hình các anh chị. Mình sẽ thay thế các cái dây kia bằng cái dây dây bền. Định hình xong rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ chuyển sang dùng cái dây kia. Rồi ok. Đó. Mình thay cái dây đấy, cái dây đỏ nhá. Cái dây đỏ này là nó hay bị mục, thời gian sau là nó mục. Mình dùng bằng cái dây này nhé, dây xanh này, nó cũng vừa mềm. Mềm nhưng mà có một cái nhược điểm đó là các chị phải cẩn thận, không có là nó hay bị cứa lá, đứt lá đấy. Rất là cứng. Nó không cứng như dây nhựa đâu. Cái này ok này. Đấy, nhưng mà phải hết sức chú ý không là nó bị cứa vào cạnh lá. Vậy là có một tác phẩm hoàn thành rồi. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video nhé. Các anh chị hãy ấn đăng ký theo dõi kênh nhé. Mỗi ngày mình sẽ up lên cho lên kênh của mình một cái giò cùng với cái cả quá trình ghép luôn. Để chị tham khảo xem cho vui. Hy vọng là sẽ mang đến cho chị những cái giò lan đẹp để chị xem xét. Ngộ nghĩa đâu ạ. Hãy ấn theo dõi đăng ký kênh các anh chị nhé. Cảm ơn mọi người. Các anh chị có vấn đề gì băn khoăn hoặc là thắc mắc thì hoặc là góp ý. Hoặc là góp ý thì các anh chị cứ comment bên dưới phần bình luận của kênh các anh chị nhé. Rồi, cảm ơn các anh chị. Tạm biệt.